Đây là cây lộc vừng các bác nha. Bà con cô bác ai có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 0919255145. Cây lộc vừng đang còn rất nhiều, rất đẹp. Cây rất là khỏe. Đây là cây sưa đỏ bà con nha. Đây cây sưa đỏ là lá mọc cho le này. Sưa trắng là lá mọc đối xứng. Cây bao đẹp. Đây là hoàng nam các bà con này. Hoàng nam cao từ 1m đến 2,5m. Bà con ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0919255145. Sưa đỏ rất là đẹp bác con các bác ạ. Đây cũng sưa đỏ các bác này. Đây là cái lát hoa các bà con các bác nha. Lát hoa từ 1,5m đến 2m. Lát hoa rất đẹp. Đây là cây sưa đỏ này. Sưa đỏ nhà đang còn rất nhiều mà rất đẹp luôn. Hoàng nam 2,5m bà con ơi. Ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0919255145 nha. Đây là lồng não với lồng não với trắc là gia đình mới cấy này. Đây đàn hương à.
Đây là cây long não từ 1,5 m đến 2 m bà con. Ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0919255 nhé, 145. Cây rất đẹp, rất khỏe. Đây là cây chè xanh các bác ơi. Chè xanh cao từ 25 đến 40 vậy này. Ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0919255145 nhé. Chè xanh. Lát hoa.